chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu kẹp búi tóc đính đá nữa, vừa cặp bến bên mi đây. Mẫu này thì ba hoa luôn nha mọi người, có ba bông hoa đó. Mẫu trước thì có hai bông hoa, thân kẹp nó đính xoàn, nhưng mẫu này là có ba bông hoa và cái thân kẹp ở chỗ này thì nó không có đính xoàn. Nhưng mà mọi người nhìn đi, cái đính xoàn á, nó còn có chút xíu nữa đây là hết cái thân kẹp rồi, cho nên là nó không có đính xoàn luôn đó. Hai mẫu bữa trước mình đã giới thiệu một mẫu rồi thì hôm nay thêm một mẫu nữa ha mọi người ha. Cái hoa này á khá là đẹp luôn mọi người thấy không, đây rất là đẹp luôn nha chị em, sáng lung linh đó. Mẫu này á, thì hiện tại thì nó có màu vàng nhị xanh nè, vàng nhị hồng nè, vàng nâu màu xanh đậm nè đó, vàng nâu xanh đậm nè, tím nè, tím hoa cà nè, tím này là tím hoa cà với trắng đó mọi người đó, tím hoa cà với trắng ha. Rồi còn cái thằng này là trắng xanh đó, trắng xanh. Còn mẫu này á là dạng đủ màu luôn đó, đây là dạng đủ màu luôn hai chị em ha. Rồi mấy mẫu này á nè, đây là đủ màu và đây là vàng hồng nha mọi người, nó hơi khác nhau một chút xíu. Nhìn thế thì mình cứ tưởng là nó na ná với nhau nhưng mà thực chất là nó khác hết đó mọi người, nó có một cái điểm khác nhau, ví dụ hộp ở chỗ này màu này, hộp chỗ kia màu kia thôi ha. Rồi nhưng mà cái mẫu hoa là giống nhau, tổng cộng mẫu này có 6 màu nha mấy chị em nha, đó 6 màu đây. Đây màu xanh, màu xanh khá là nổi luôn, trắng xanh rất là dễ phối đồ mọi người, lên nó không có bị nổi mần mực quá đâu, nó cũng khá là nhu đó, chỉ có xoàn nhiều thì nhìn nó sáng thôi ha. Rồi cái mẫu này á là dành cho những chị em nào mà hay búi tóc, khách mà thích búi một cục tóc lên đó mọi người, thay vì bây giờ chúng ta chỉ để cái búi không giống vậy thôi thì bây giờ chúng ta gắn thêm cái kẹp này ở phía bên ngoài cái cục búi. Đây là cái dạng kẹp để gắn phía bên ngoài cái cục búi ha mọi người ha. Ví dụ giống như đây, cây kẹp nó như thế này, nó là một dây dài như vậy nè mọi người đó, mi kéo giống như vậy là chị em biết là cái hàng nhà mi là hàng dẻo rồi ha. Đó mi kéo được giống như vậy là mọi người biết hàng nhà mi là hàng dẻo rồi. Trên thị trường người ta bán khá là nhiều nhưng mà cái hàng giòn nó cũng khá là nhiều đó mọi người. Ví dụ giống như mọi người không mua của nhà mi, mọi người mua ở chỗ khác thì mọi người nên hỏi người ta cho rõ là cái này là dẻo hay là giòn đó. Tại vì nếu như hàng giòn á mình sử dụng được một hai lần là tự động nó bị gãy á mọi người, nó gãy, nó gãy một loại gãy ở chính giữa này, hai là nó gãy những cái que này đó. Ở hàng nhà mi nó dẻo luôn ha, đó nó dẻo luôn cho nên cái độ bền nó sẽ tốt hơn, khá là lâu hơn là những cái hàng mà nó gọi là hàng cứng hàng giòn đó. Đây này nó vỉ, những cái cánh hoa này nó là vỉ mút luôn nha mọi người đó, vỉ mút luôn chứ không phải là nhựa, cho nên là cái kẹp này nó khá là nhẹ, nó khá là nhẹ và nó cũng khá là bền luôn, tại vì cái biểu tất cả mấy cái hàng này nó bằng mút hết cho nên nó sẽ không có bị gãy cánh hoa đó, mọi người yên tâm là sẽ không bị gãy cánh hoa nha. Và cái thân kẹp nó là cái thân kẹp dẻo luôn cho nên nó sẽ khá là bền. Mọi người nhìn giùm mây đen, cái chân này nó khá là sâu cho nên nó bám vào nó khá là chặt tóc đó, cho nên là nói là những cái kẹp mà gọng bự này dành cho những cái búi tóc lớn hay là những cái chị em mà búi tóc mà nhỏ chút xíu chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tại vì mọi người cứ an tâm là cái chân này nó khá là sâu cho nên nó ăn sâu vào trong cái tóc của mình á thì nó sẽ giữ chặt tóc hơn ha mọi người ha. Cho nên là khách mà tóc vừa vừa ít vẫn có thể sử dụng được những cái mẫu này bình thường, mọi người cứ an tâm tại vì cái chân của cái kẹp này nó sâu nè mọi người. Mọi người nhìn nguyên cái lồng này đi. Đó, nhìn nguyên cái lồng kẹp giống như vậy thì nó sẽ giữ rất là chặt tóc. Yên tâm là sẽ không bị tuột, cho dù tóc chị em có ít, cái búi tóc nó có ít thì vẫn không bị tuột ha mọi người ha. Cứ an tâm vào cái khoản đó. Đó. Rồi đây nè, đó đi quay xa xa vậy chắc dễ nhìn thấy được cái độ sáng hơn, để gần hình như nó bị chói hay sao mọi người. Đây đã khác nhau ở cái nhụy một chút xíu thôi và cái màu vàng nâu nó lên nó rất là tây luôn á chị em. Đây đó, vàng rồi có hồng nữa nè, ba màu khá là đẹp luôn, lấp lánh lắm mọi người. Đi tiệc mình chỉ cần ha, búi một cục lên xong rồi quấn cái này phía ngoài cái kẹp đó là rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, đơn giản dễ làm, ai cũng có thể làm được hết, cho dù các chị em mà trung niên hay là lớn tuổi chút xíu, chúng ta chỉ cần búi thành một cái cục tròn tròn xong chúng ta quấn ở phía ngoài là xong, chúng ta có thể đi tiệc được rồi ha mọi người ha. Rồi
một số khách nói ví dụ giống như giờ tóc ít quá không thể nào búi nữa được thì sao? À, mình có cái cột tóc giả để cho mọi người búi được luôn nha. Đó, cái cột tóc giả mình độn vô, mình cột cái tóc thiệt của mình ấy, xong rồi mình độn cái tóc giả đó ở phía ngoài, rồi chúng ta kẹp cái kẹp này lên, trời ơi nó đẹp dữ lắm mọi người. Rồi đây, rồi màu này là màu tím hoa cà với lại màu trắng ha mọi người, còn cái này là xanh với trắng như vậy em nha. Đó, xanh với trắng đây. Đó, hai màu này nó hơi nhìn nó hơi hơi bị sáng chói lóa tại vì nó kết hợp với màu trắng đó. À, còn bản này là bản đủ màu nè mọi người. Đó, chị em thấy cái cây đủ màu chưa, nó đẹp chưa? Đó, đây là bản đủ màu ha, cây này là cây đủ màu ba hoa là nó dòng hết, muốn hết thì kẹp luôn mọi người, hai bên nó chỉ còn có một chút xíu vậy thôi cho nên người ta không thể gắn hoa thêm được nữa. Đó, một chút xíu người ta cũng không gắn xoàn luôn, ta đầu tư vô hết cho cả ba cái hoa này đó, cho dù ở chính giữa hay là hai bên đều nhìn thấy hoa hết, có nghĩa là thấy hoa nguyên một cái búi luôn, rất là đẹp, rất là sang nha mọi người. Đó, đi tiệc đi đám hay đi làm gì đó chúng ta sử dụng những cái này vô đều rất là đẹp tiện lợi đó mọi người. Mọi người cứ mang tới nơi đó xong rồi, ví dụ giống như khi mà chúng ta đi xe máy đi, chúng ta chỉ cần quấn cái tóc lên búi lên rồi kẹp cái này phía ngoài là xong. Rồi cái mẫu này thì nó đơn giản như vậy đó. À, ở đây mình có một hai ba màu, bốn màu, năm màu, đây màu nữa, sáu màu, sáu màu. Mọi người nhìn cái màu dưới và cái màu trên cùng nó là khác nhau ở nhà chứ không phải là giống nhau đâu. Thằng đầu tiên ở trên cùng nó là nâu với đè đen đó, còn thằng dưới là nâu với xanh đó, nhìn nó khác nhau đó, rất là đẹp hai chị em nha. Rồi mi quay cận cảnh cho mọi người thấy được cái này nó là đá như thế nào đó, nó có dẻo hay không đó, nó có chân nó có sâu hay không đó, cái mút này nói là đá này nó đứng trên cái vỉ mút hay là cái vỉ chừa này. Rồi cái hàng hộp này, cái hàng hộp này mọi người nhìn ở phía bên sau phía sau nè, đây đá được đóng rất là chặt, đây là đá nó đóng vào cái vỉ mút nha mọi người. Đó, mọi người mua kẹp nhà My sẽ thấy những cái đốm vàng vàng ở phía cái xưa dưới cái vỉ mút này, thì đây là đá nó đóng vào với mọi người đây nè. Đó, những cái hộp đá này nó đóng vào khá là chặt luôn chứ không phải là chỉ là dán trên bên ở trên này, nếu như dán ở trên bên ở trên này thì nó rất là dễ xuất hộp, còn hàng này nó đóng chặt cái phía tuốt ở phía dưới cái mút luôn nè mọi người, vừa đóng vừa dán nha mọi người nha, cho nên là cái hàng này của nhà My rất là khó rớt hộp. Và bán hàng chất lượng như thế đó mọi người, từng ly từng tí luôn đó, mọi người nhìn thấy nè, đó phía sau cái thân kẹp nè, đó thấy chưa, mọi người thấy những cái đốm vàng vàng ở trên cái mút đen đen này nè, đó đó là những cái hộp được đóng vào, hộp được đóng vào ở trên cái thân kẹp đó, đóng vào sâu xuống dưới luôn và dán keo, cho nên là cái hộp nó khá là chắc, nó không phải dán trơ trọi ở phía trên này đâu, nếu như dán trơ trọi ở phía trên này chúng ta dùng rớt vài lần nó sẽ rớt hột ra hết, còn này hàng của nhà My là hàng đóng đóng vào luôn nha mọi người, cho nên là bao xài cho mọi người luôn đó, kẹp ở thì dẻo nè, hột ở thì đóng sát xuống dưới luôn ha. Đó, và cái này đã là mút luôn cho nên là bao êm luôn đó mọi người đó. À, mọi người đừng có so sánh giá hàng nhà My với những cái hàng khác, ví dụ giống như người ta mua người ta chỉ là cái bông nó giống giống như thế này là ok rồi, người ta bán hàng giá thấp xuống đó, nhưng mà khi chúng ta mua chúng ta nên là người tiêu dùng sáng suốt một chút xíu mọi người, chúng ta phải xét những cái góc độ của cái sản phẩm nó như thế nào, thứ nhất là nó có dẻo hay không, cái độ bền nó có hay không, độ bền cho cái kẹp có hay không, độ bền cho những cái hạt nó có hay không đó, tại vì mua một món hàng á chúng ta cũng muốn sử dụng nó lâu dài, sử dụng nó vài lần chứ đừng có để mua một món hàng mà chúng ta chưa sử dụng gì hết là nó đã hư rồi, và đặc biệt là nếu như cái hàng rẻ nó sẽ không có được cái mặt đá la sáng lấp lánh như vậy đâu mọi người, nó sẽ là hàng đá thường và đa dáng hộp rất là thưa đó, dáng hộp rất là thưa, nhưng mà mọi người nhìn cái hàng hộp nhà My đi, khích hộp luôn ha, cái hàng hộp thưa thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn đó mọi người ha, còn hàng hộp nhà My nào mọi người nhìn đi, hộp khít luôn, cho nên là nó rất là sáng và nó rất là đẹp, nó đá xịn thì nó lên nó có một cái độ sáng khác nữa mọi người, còn đá thường á là nó không có sáng đâu, gắn thì gắn lên vậy thôi chứ nó không có một cái độ sáng nào hết đó mọi người, nhìn nó lúa và nó xuống dữ lắm
Cho nên là chị em nếu như đã mua hàng rồi ấy, thì chúng ta nên hàng đá thì chúng ta nên lựa đá đẹp một chút xíu. Còn nếu như chúng ta không có cái khoản đầu tư nhiều cho cái hàng cây đẹp đó thì chúng ta nên lựa cái lá đá được một chút xíu, chứ đừng mua những cái hàng đá rẻ. Đá rẻ quá nó lên nó chỉ gắn lên cho có màu vậy thôi chứ nó không phải là đẹp luôn á mọi người. Nó không có một độ sáng nào luôn á. Đó, còn hàng nhà My nè. Đó, đây là My quay bằng cam thường hết cho mọi người xem đó nha. Đó, nhìn vậy thôi là đã thấy nó sáng như thế này rồi. Đó. Rồi, trong video này á, thì My quay cho chị em thấy rõ là hàng nhà My nó như thế nào để cho mọi người có thể tự tin so giá với những cái chỗ khác. Nếu như mọi người bảo là hàng nhà My mắc hơn hay là như thế nào đó thì mọi người cứ mua về sử dụng thử thử xem nó có đáng đồng tiền hay không. Ha. À. Rồi, tại vì My đã buôn bán trong cái ngành này nhiều năm rồi, hàng như thế nào bên My biết hết á. Nhưng mà vấn đề là mình mua những cái gì dễ về mình bán cho khách của mình, bán với cái tâm huyết của shop mình thôi, chứ mình đừng có lấy cái uy tín của mình ra để mà mình bán ăn xổi với mọi người. Rồi cái một số người ta gọi là ăn xổi, bán một lần rồi thôi, bán một lần rồi khách người ta chạy luôn, người ta không quay lại nữa đó. Cho nên là nhà My đầu tư vào từng chi tiết một cho từng cái mặt hàng của nhà My luôn. Ví dụ đá là phải đá đẹp nè, bông là phủ khích đá nè, kẹp kẹp là phải kẹp dẻo nè, đá là phải được đóng lên cái vỉ mút chứ không phải dán lên trên đó. Đó, đây là những cái yêu cầu mà xưởng phải làm cho nhà My đó, hay là mình đặt riêng với xưởng nó làm hàng chất lượng cho như vậy cho mình. Thì nếu như mà hàng chất lượng thì đương nhiên cái giá nó phải cao hơn những cái hàng rẻ rồi mọi người. Hàng bán đại trà thì sử dụng một hai lần là gãy bung bung hoa rớt đá gãy kẹp ha. Còn hàng nhà My mọi người cứ an tâm sử dụng nha, vừa đẹp vừa sang vừa bền và giá rất là hữu nghị với mọi người luôn. Rồi, trong video clip này My giới thiệu cái mẫu kẹp này cho chị em ha. Đó, ví dụ giống như Tết tới mà mình đó đi đám đi tiệc đồ á, đi tất niên công ty rồi á, thì đây đây là những một trong những cái phụ kiện tóc mà chị em nên có. Nó rất là tiện, mọi người bỏ vô cặp chỉ cần đeo búi tóc lên và sử dụng cái mẫu kẹp này ở phía bên ngoài cái búi đó là ok rồi ha mọi người ha. Rất là sáng luôn nè, đá nè. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Nếu như chị em có mua mẫu kẹp này sử dụng thì nhớ nhớ ghé nhà My nha, ghé shop My để mua cái mẫu kẹp này, tại vì My đã đầu tư hết tất cả mọi thứ công sức vào trong cái sản phẩm này tỉ mỉ từng chi tiết một cho chị em rồi. Chị em đừng có mua hàng rẻ và hàng kém chất lượng về sử dụng nha. Đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Nếu mọi người thấy kênh của My hay nhớ nhấn cho My một like hoặc là một subscribe nha. Rồi, bye bye.